Chào các bạn, ngày nay mình xin giới thiệu với các bạn mẫu ví T45 của bên shop mình ạ. Mẫu này vừa có thể làm ví mà vừa có thể đeo chéo đều được ạ, vì có dây đeo chéo bên trong túi nhé các bạn nhé. Mã túi là T45, các bạn nhớ nhé. Giá gốc của nó là 150, đang được sale xuống chỉ còn 100.000 thôi ạ. Bạn nào thích mẫu này thì vui lòng để lại số điện thoại kèm mã sản phẩm là T45 giúp mình. Giờ chúng mình cùng xem phía bên trong túi này nhé. Dây túi đây ạ, là sự kết hợp giữa da và xích này. Trong túi này chỉ có một ngăn thôi các bạn ạ. Các bạn có thể nhìn thấy rõ đúng không ạ? Các bạn nhớ nhé, mẫu túi là T45, giá gốc là 150, đang được sale xuống chỉ còn 100.000. Bạn nào thích mẫu này thì vui lòng để lại số điện thoại kèm mã sản phẩm là T45 giúp mình.